Xin chào mừng các bạn đã đến với Chef Studio. Mình là Hồng An. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đập hộp chiếc tủ lạnh side by side Boss KAD92SB30. Trước khi đập hộp sản phẩm này, mình muốn nói qua một chút về quy cách đóng gói của sản phẩm Boss. Các bạn có thể nhìn thấy nhé, ở ngoài bao bì của sản phẩm này thì bao giờ cũng sẽ có các cái hướng dẫn này, mặt trước, mặt sau. Và các bạn có thể chú ý thấy rằng là gì, ở đây có một cái dòng chữ ghi là max 1000 cân, tức là trong quá trình vận chuyển, sản phẩm này có thể chịu được sức ép lên tới 1 tấn từ cả 4 mặt. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ chú ý này, nhà sản xuất bao giờ cũng sẽ dán các cái tem nhãn của nhà sản xuất ở trên bao bì của sản phẩm. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, chiếc tủ lạnh này có tên là KAD92SB30. Và sản phẩm này được lắp đặt tại Trung Quốc. Và khi mà nhập khẩu về Việt Nam thì các nhà nhập khẩu của Việt Nam đã có thêm một chiếc tem chú thích những thông số cơ bản cũng như các cái tính năng mà mình có thể nhìn thấy ở trên sản phẩm. Bên cạnh đó thì các bạn cũng để ý cho mình một chút nhé, là ở đây mình sẽ có một cái tem nho nhỏ, đây chính là tem kích hoạt chương trình bảo hành điện tử của sản phẩm Boss tại Việt Nam. Và tại Việt Nam hiện nay thì tất cả các sản phẩm Boss đều được bảo hành là 2 năm tối đa. Và sau đây chúng ta sẽ tiến hành đập hộp chiếc tủ lạnh side by side này. Và như các bạn có thể thấy, chúng tôi đã bóc lớp vỏ các tông phía bên ngoài. Và ở đây chúng ta có thể thấy là các cái kết cấu xốp của phần bảo vệ tủ lạnh hết sức là chắc chắn. Thế nên rằng khi mà chúng ta vận chuyển từ nhà sản xuất cho tới người tiêu dùng thì chất lượng của sản phẩm cũng như là cái chất lượng bề mặt ở bên ngoài sẽ hoàn toàn được đảm bảo. Nên là các bạn hãy yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Sau khi chúng tôi mở hết cái bao bì kiện của sản phẩm xong thì các bạn có thể thấy ngay được cái lớp mặt kính đen bóng và chịu được lực rất tốt của sản phẩm tủ lạnh Boss này. Và bên cạnh đó các bạn có thể nhìn thấy luôn, đây là khu vực mà mình có thể lấy nước trực tiếp từ phía bên trong cũng như là lấy được cả đá nữa. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó là cái bảng điện tử để mình có thể điều chỉnh cũng như là kiểm soát được các cái chế độ nhiệt ở phía bên trong của tủ lạnh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem ở phía bên trong của tủ lạnh này có những gì các bạn nhé. Đầu tiên mình đã mở cánh bên này rồi, và tiếp tục là cánh bên này. Đó, các bạn có thể thấy không gian nội thất ở phía bên trong của tủ lạnh hết sức là đẹp và bố trí khoa học. Và các bạn chú ý nhé, ở phía bên trong này bao giờ cũng đi kèm cuốn sách hướng dẫn cũng như là các cái hướng dẫn để mình có thể lắp đặt sản phẩm này một cách an toàn khi mà chúng ta sử dụng trong gia đình của mình. Đấy, các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy ở đây ạ. Đây chính là nơi mà chúng ta có thể bổ sung nước vào khi mà chúng ta lấy ở hệ thống phía bên ngoài. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Thì ở bên trong này mình có một cái khoang cấp nước để cho sản phẩm của mình có thể lấy nước lạnh này hoặc là lấy nước đá từ đây. Ngoài ra thì chúng ta có các cái khay phụ trợ. Đối với cái dòng sản phẩm này ấy, cái điểm đặc biệt của nó đến từ các cái khay ngăn cách giữa các cái ô ở trong tủ lạnh của chúng ta. Thì các cái khay này cũng là những cái tấm kính mà chịu lực rất là tốt, nên là thành ra khi mà các bạn để các cái thực phẩm hoặc là vật nặng lên các thứ thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm rằng là gì, sẽ không có hiện tượng rạn nứt hay là có thể đổ sập. Đấy. Bên cạnh đó thì ở phía bên trong thì nội thất được làm hoàn toàn bằng nhựa cao cấp trong suốt, màu sắc rất là hài hòa, hơi ánh xanh một chút đối với cả cái không gian của tủ lạnh của nhà mình.